Diễm đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu để nướng gà rồi đây. Và sau khi xiên xong thì Diễm sẽ đưa vào lò nướng. Lúc này Diễm có đọc ở quyển hướng dẫn của sách hướng dẫn của chiếc nồi Kalai này, thì ở đây có một chiếc nút màu đỏ này gọi là nút Smart Key. Có nghĩa là khi mà mình đưa dụng cụ hay là đưa đồ nướng vào ấy, mình bấm chiếc nút đỏ này thì sẽ giúp cho dễ dàng mình đưa vào dụng cụ vào hơn. Sau khi đưa nguyên liệu vào xong thì chúng ta sẽ đóng nắp lại để bật máy thao tác để nướng. Khởi động này, bấm nút khởi động và chọn chế độ nướng gà và bật. Và chúng ta có thể bật chiếc đèn này lên để có thể quan sát theo dõi xong suốt quá trình nướng gà diễn ra như thế nào để rõ hơn. Và khi mình bật chế độ nướng gà thì máy sẽ tự set up là nướng ở nhiệt độ 190 độ và trong thời gian 30 phút. Như vậy là sau 30 phút thì Diễm đã có một món gà hoàn hảo mà không cần phải thao tác thêm gì nữa. Và trong thời gian chờ 30 phút món gà chín thì Diễm sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu để làm món thứ hai. Vì là hôm nay nhà có khách nên là mình sẽ cố gắng làm thật nhiều món để đãi khách. Và món thứ hai Diễm định làm là món pizza, bởi vì là các bạn nhỏ là rất thích ăn pizza. Máy đã báo là đã hoàn thành xong món gà nướng và bây giờ chúng ta cùng xem thành phẩm nhé. Mùi rất là thơm. Mọi người có thể thấy là gà chín đều màu và đặc biệt là rất là thơm. Chắc chắn là món này sẽ là rất hấp dẫn, rất ngon đấy ạ. Với những gì Diễm đã trải nghiệm và những tính năng mà Diễm đã vừa giới thiệu với mọi người về chiếc nồi chiên không dầu Kalai Q10 này thì mọi người hãy thử trải nghiệm thêm nhé, chắc chắn là mọi người sẽ hài lòng. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.